Nha SEO, xin chào các bạn. Trong tiếng Việt thì chúng ta vẫn hay nói là tôi đùa đấy, tớ đùa đấy, hoặc là em nói đùa thôi mà. Trong tiếng Hàn cũng thế, đây là một biểu hiện rất là thú vị. Thế thì tôi đùa đấy trong tiếng Hàn sẽ nói như thế nào? Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn biểu hiện này nhé. Rất là thú vị. Ở bài này chúng ta sẽ có 3 nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, tôi đùa đấy, tiếng Hàn sẽ nói như thế nào? Thứ hai là các cách nói của tôi đùa đấy. Như vậy chúng ta để ý rằng trong tiếng Việt thì có một cụm từ là tôi đùa đấy, nhưng với tiếng Hàn thì có rất nhiều biểu hiện khác nhau có thể nói. Thứ ba là các cách nói tôi nói thật đấy. Các bạn hãy đi vào nội dung chi tiết nhé. Thứ nhất, nóng ta mì ya, nóng ta mì ya, nóng ta mì ya, có nghĩa là tôi đùa đấy. Rất đơn giản, rất thú vị. Nóng ta mì ya, tớ đùa đấy, tôi đùa đấy. Thì câu trên được dùng để khẳng định rằng cái điều mà mình nói không phải là thật lòng, không phải là thật đâu, mà chỉ là đùa vui thôi. Đừng để ý nhá, chỉ là lời nói đùa thôi. Nóng ta mì ya, nóng ta mì ya. Thì chúng ta có nóng tàm có nghĩa là lời nói đùa. Lời nói đùa cợt, đùa vui. Y tà có nghĩa là. Đây là dạng nguyên thể nhá của y tà. Dạng nguyên thể là y tà. Còn chúng ta có nóng tam cộng với y ya sẽ thành một cụm hoàn chỉnh là nóng tam y ya, nóng tam y ya. Thì chúng ta có y ya là dạng thân mật của từ y tà. Như vậy nhá, khi mà trong văn viết, như vậy chúng ta để ý nhá, y tà là dạng nguyên thể, nhưng mà khi mà trong giao tiếp, nói chuyện thì chúng ta sẽ biến đổi y tà thành cái dạng thân mật là y ya, y ya. Nóng ta mì ya là lời nói đùa thôi. Còn chúng ta sẽ có dạng nguyên thể của nó cả cụm tôi nói đùa đấy sẽ là nóng ta mì tả, nóng ta mì tả. Thì chúng ta sẽ có cái dạng thân mật rất là thân thiết, gần gũi, hoặc khi mà nói với bạn bè, người nhỏ tuổi hơn chúng ta thì chúng ta sẽ nói rằng nóng ta mì ya, nóng ta mì ya, đùa đấy. Còn với cái dạng lịch sự, rất là lịch sự nhá, nhưng mà vẫn giữ được cái độ thân thiết, thân mật ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với đuôi yo. Và như vậy các bạn sẽ biến đổi nóng ta mì tả, các bạn sẽ biến đổi theo đuôi yo là nóng ta mì eo. Lưu ý nhá, nóng ta mì tả sẽ biến đổi thành nóng ta mì eo, y tả sẽ biến đổi thành y eo. Nóng ta mì eo, mình nói đùa thôi mà, em nói đùa thôi ạ. Nóng ta mì eo. Đây nhá, lưu ý nhá, đây là dạng lịch sự nhưng mà vẫn giữ được thân mật. Tiếp theo ở cái mức độ cao hơn, thể hiện sự kính trọng, tôn kính cao hơn sẽ là nóng ta mìm nì tà, nóng ta mìm nì tà, nóng ta mìm nì tà, nóng ta mìm nì tà. Các bạn có thể đọc là nóng ta mìm nì tà hoặc là nóng ta mìm nì tà, nối bắt chim lên. Nóng ta mìm nì tà, con nói đùa thôi ạ. Tức là ở cái mức độ trân trọng cao hơn thì sẽ thường dùng với các đuôi câu là im nỉ tà. Còn ở mức độ thân mật nhưng vẫn giữ được sự lịch sự thì chúng ta dùng với đuôi yo. Còn bình thường thân mật hoặc là với bạn bè người nhỏ tuổi hơn chúng ta thì ta sẽ nói rằng nóng ta mì ya, sử dụng với đuôi y ya, các bạn lưu ý nhé. Như vậy nóng ta mì tà, các bạn sẽ có là dạng nguyên thể đúng không? Nóng ta mì tà. Và khi chúng ta giao tiếp với tùy thuộc đối tượng mà chúng ta sẽ sử dụng đuôi câu khác nhau. Nóng ta mì ya sẽ là với người nhỏ tuổi hơn. Nóng ta mì eo là thể hiện sự lịch sự, thân mật. Còn ở cấp độ thể hiện sự kính trọng, tôn kính cao hơn thì chúng ta sẽ dùng với đuôi im nỉ tà. Nóng ta mìm nỉ tà. Các bạn lưu ý nhé. Thứ hai, chúng ta sẽ có các cách nói khác của tôi đùa đấy. Như vậy, ngoài cách nói nóng ta mì tà thì chúng ta sẽ còn có những cách nói khác của tôi đùa đấy. Các bạn để ý nhé. Đầu tiên là 장난이야, 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 tôi đùa đấy. 장난 có nghĩa là sự đùa cợt. 장난, 장난. Còn 이야, 이야, các bạn học rồi, vừa học rồi là lối nói thân mật của 이다, có nghĩa là. 장난이야, 장난이야. Các bạn lưu ý nối âm bát chim lên để đọc. 장난이야, 장난이야, tôi đùa đấy, đùa thôi.
Như vậy tương tự với nông ta mì tả, các bạn có thể sử dụng với đuôi lịch sự thân mật là 장난이에요. 장난이에요. Tôi đùa đấy ạ, tôi đùa đấy. 장난이에요. Còn với cái mức độ thể hiện sự tôn kính, trang trọng hơn sẽ dùng với đuôi 입니다. Sẽ là 장난입니다. 장난입니다. Tôi đùa đấy ạ. Các bạn lưu ý nhé. Như vậy chúng ta sẽ có cách nói khác của tôi đùa đấy là 장난이다. 장난이다. Và có thể sử dụng với cái mức độ thân mật xuồng xã hơn là 장난이야. 장난이야. Như câu đầu này. Hoặc lịch sự mà vẫn giữ được sự thân mật sẽ là 장난이에요. 장난이에요. Còn lịch sự và tôn kính trang trọng sẽ là 장난입니다. 장난입니다. Tôi đùa đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có cách nói khác của tôi đùa đấy. 그냥 해본 말이야. 그냥 해본 말이야. Có nghĩa là chỉ là lời nói bâng quơ thôi. Tức là không hẳn là lời nói đùa, mà là gì? Là lời nói bâng quơ thôi, cậu đừng để ý, đừng bận tâm làm cái gì. 그냥 có nghĩa là gì? Cứ thế thôi, 그냥 해본 말이야. Chỉ là lời nói bâng quơ, không bất định thôi, không có phải là thật đâu. 그냥 có nghĩa là chỉ vậy thôi. Còn 해본 말 có nghĩa là lời đã nói. Lời đã nói chỉ là chỉ vậy thôi, chỉ bâng quơ thôi. Tức là không có gì đáng để bận tâm cả. 그냥 해본 말이야. 그냥 해본 말이야. 이다 thì chúng ta có 이야 có nghĩa là dạng thân mật của 이다. Tương tự các bạn cũng có thể sử dụng cái này, cái đuôi câu này ở cái mức độ lịch sự thân mật hơn sẽ là gì? 그냥 해본 말이에요. 그냥 해본 말이에요 có nghĩa là chỉ là lời nói bâng quơ thôi ạ. 그냥 해본 말이에요. Còn ở cái mức độ thể hiện cấp độ kính trọng, tôn kính cao hơn, chúng ta sẽ sử dụng với đuôi 요 sẽ là gì? 그냥 해본 말입니다. 그냥 해본 말입니다. Là chỉ là lời nói bâng quơ thôi ạ. Các bạn lưu ý nhé. 이야. Gốc của nó là 이다. Nhưng mà ở đây sử dụng 이야 là thể hiện cái mức độ thân mật xuồng xã gần gũi. Còn với 이에요 thể hiện sự lịch sự thân mật. 입니다 thể hiện sự tôn kính, trang trọng. Như vậy chúng ta có cách nói của tôi đùa đấy khác sẽ là 그냥 해본 말이야. 그냥 해본 말이에요. 그냥 해본 말입니다. Như vậy các bạn hãy ghi nhớ nhé, để chúng ta cũng có thể sử dụng linh hoạt các cách nói khác nhau. Tiếp theo, có nói đùa rồi thì chúng ta sẽ có nói thật đấy. Tôi nói thật đấy sẽ nói như thế nào? Các bạn hãy theo dõi. 진담이야. 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 Tôi nói thật đấy. Như vậy nếu như 농담이야. 농담이야 có nghĩa là tôi nói đùa đấy, tôi nói đùa thôi. Thì 진담이야 sẽ là tôi nói thật đấy. 진담. 진담 có nghĩa là lời nói thật. 이야. Gốc của nó là 이다 có nghĩa là. 진담이야. 진담이야. Tôi nói thật đấy. Còn có một cách nói khác sẽ là 진심이야. 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 Tôi nói thật lòng đấy. 진심이야. 진심이야. Nói thật lòng đấy. 진심 có nghĩa là thật lòng. 진심 có nghĩa là thật lòng nhé. 이야 có nghĩa là. Như vậy chúng ta có hai cách nói tôi nói thật đấy sẽ là gì? 진담이야. 진담이야. Hoặc 진심이야. 진심이야. Tôi nói thật lòng đấy, tôi nói thật đấy. Tương tự như vậy các bạn có thể sử dụng với các đuôi câu khác nhau để thể hiện thái độ và cấp độ giao tiếp khác nhau. Ví dụ như 진담이야. Ví dụ như 진담. Các bạn lưu ý nhé, ở đây là 진담. 진담이야 có nghĩa là tôi nói thật đấy. Tương tự các bạn có thể sử dụng với cái đuôi câu thân mật nhưng vẫn giữ được sự lịch sự, đó là sử dụng với đuôi 요. 진담이에요. 진담이에요 có nghĩa là tôi nói thật đấy.
Và một cấp độ cao hơn, thể hiện mức độ trang trọng, tôn kính hơn, sẽ là với đuôi 입니다. 진담입니다. 진담입니다. Có nghĩa là tôi hoặc là mẹ hoặc là con, cháu, em nói thật đấy ạ. 진담입니다. Như vậy các bạn lưu ý nhé, với cái cụm từ là tôi nói thật đấy, các bạn có thể sử dụng với ba đuôi câu khác nhau, 이야, 이에요 hoặc là 입니다, tùy thuộc vào đối tượng các bạn giao tiếp là ai và tùy thuộc vào thái độ, tình cảm mà các bạn dành cho cái đối tượng giao tiếp đấy là như thế nào mà chúng ta sử dụng đuôi câu cho thích hợp nhé. Ví dụ như nói với bạn, chúng ta sẽ nói rằng 진담이야, tớ nói thật đấy, hoặc là 진담이에요. Chúng ta có thể sử dụng với bạn của chúng ta như thế nhá. Có thể sử dụng với bạn là 진담이에요, tớ nói thật đấy cậu ạ. Hoặc là nói với anh chị của chúng ta là gì? 진담이에요, em nói thật đấy ạ. Hoặc chúng ta có thể nói với bố mẹ chúng ta, hoặc là với ông bà, hoặc với thầy cô giáo là gì? 진담입니다, 진담입니다, con nói thật đấy ạ. Tiếp theo đối với 진심이야, đối với 진심 cũng thế, tôi nói thật lòng đấy, thì sẽ là 진심이야. Các bạn có thể sử dụng với đuôi 이야, 이다, các bạn chuyển thành 이야 khi mà chúng ta nói một cách suồng sã thân mật với bạn bè, với người nhỏ tuổi hơn. Trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể nói với anh chị hoặc là bố mẹ của chúng ta với đuôi 이야 này cũng được. Nhưng mà thực tế thì đấy là mức độ rất là suồng sã. Còn bình thường ấy, nói với người trên thì chúng ta nên sử dụng với đuôi 이에요 hoặc đuôi 입니다 nhé. Chúng ta có thể sử dụng là 진심이에요, 진심이에요 để thể hiện sự lịch sự, thân mật. Hoặc 진심입니다, 진심입니다 khi mà chúng ta thể hiện sự trang trọng, tôn kính. Vừa rồi là những biểu hiện khá là thú vị của tôi nói đùa đấy hay là tôi nói thật đấy. 농담이야, 진심이야. Thì các bạn hãy ghi nhớ nhé, để chúng ta có thể thêm vào những cuộc trò chuyện đùa vui với những cái người mà chúng ta giao tiếp, để cho cuộc trò chuyện của chúng ta thêm thú vị hơn, hài hước hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình phát triển kênh nhé. Cũng như là để theo dõi những video sau nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 여러분, 감사합니다.